Mình tin chắc rằng những ai mà đang làm affiliate TikTok một cách chuyên nghiệp ở thị trường Việt Nam hay là US họ đều phải sử dụng. Bởi vì khi mà các bạn có cái công cụ này, các bạn đã chiến thắng gần như hơn trên 50% rồi. Bởi vì các bạn đã tìm ra được video nào là video chuyển đổi tốt và sản phẩm nào là những cái sản phẩm đang hot trend ngay tại thời điểm hiện tại trong thời gian 7 ngày hay là 30 ngày và một cái điều mà mình thấy rất là thú vị ở trên các cái sàn thương mại điện tử đó là nó đều có các cái công cụ để nó thống kê cho các bạn thì nên khi mà các bạn chọn làm affiliate ở trên các cái nền tảng ví dụ như tiktok hay shopee hay là amazon ấy thì các bạn đều có thể tìm được ra được những cái sản phẩm cũng như những cái video chuyển đổi tốt và nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể sử dụng công cụ này nhá và cái tên công cụ này nó không ai khác đó chính là calo data ở đây ấy thì nguyên đã uh, có nâng cấp lên hai cái gói đó là gói doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam và có doanh nghiệp ở thị trường Hoa Kỳ. Tại sao lại là thị trường Hoa Kỳ? Bởi vì mình luôn luôn có một cái tư duy đó chính là nơi nào mà có dòng tiền lớn thì nơi đó có thu nhập cao. Ở Việt Nam thì cũng đã có rất là nhiều người làm TikTok có thể kiếm ra được 1-200 triệu thì đó là một con số rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn dịch chuyển sang cái thị trường nước ngoài thì cái con số đó nó có thể gấp 10 lần và để nguyên có thể sâu cho các bạn xem là những nhà tiếp thị ở bên Mỹ họ đã kiếm tiền như thế nào nhé. Rồi mình sẽ login in vào công cụ Calorata và đây là cái gón mà đăng ký với phiên bản cao nhất đó là gói doanh nghiệp. Thì các bạn sẽ được mở quyền truy cập tất cả những cái tính năng và gói này hiện tại đang là 3.359 đô trên một năm thì gói này cũng đang có cái chương trình đó là dùng chung ấy các bạn có thể là mua chung nếu như mà các bạn không có điều kiện để mà mình sử dụng riêng lẻ thì các bạn cũng có thể join vào trong cái group ở phần mô tả bình luận video, mình sẽ để cho các bạn một cái nhóm mua chung thì trong đó cũng sẽ có hỗ trợ của Calodata support cho các bạn để các bạn có thể share các cái tài khoản với nhau. Và bây giờ ấy, thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ thì Nguyên sẽ kiểm tra cho các bạn là sau khi truy cập vào trong cái nền tảng này, Nguyên sẽ ấn vào phần khám phá. Và trong này thì nguyên sẽ có thể kiểm tra được tất cả những cái top sản phẩm đang bán chạy ở thị trường US. Và ở trong cái mục chọn quốc gia thì các bạn cần chọn là US nha. Và nếu mà các bạn dùng nước nào ấy thì các bạn sẽ cần phải đăng ký cái gói của nước đó chứ một gói nó không áp dụng cho tất cả các thị trường nha. Thị trường Việt Nam khác và thị trường Mỹ khác thị trường Indo, Malaysia, Thái Lan cũng khác nhau. Rồi bây giờ ấy, thì dành cho những bạn làm TikTok ở trên thị trường Mỹ thì các bạn sẽ chọn là Hoa Kỳ. Sau đó thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn về danh sách các cái sản phẩm bán chạy nhất trong vòng 7 ngày qua thì ở đây nó sẽ thống kê cho các bạn là top các cái sản phẩm và các bạn có thể ấn vào phần nhiều hơn này. Nó sẽ thống kê cho các bạn danh sách là 500 cái sản phẩm bán chạy nhất đang có ở trên TikTok và dựa theo cái thông tin này thì các bạn có thể tìm ra được các cái sản phẩm nào nó đang trend, nó đang có cái doanh thu tốt thì như ở đây các bạn có thể nhìn thấy này Mình đang kiểm tra thời gian trong 7 ngày trước Thì một cái sản phẩm này uh, Sản phẩm này nó là cái sản phẩm 15 ngày uh, Chắc là nó là sản phẩm ăn nhiều ăn uống sạch Cái thực phẩm chức năng ấy Nó có doanh thu là 48,78 tỷ Và cái đơn giá của nó bình quân cũng chỉ có gần 500 nghìn một sản phẩm thôi Và các bạn nhìn thấy được cái doanh thu của nó kinh khủng như này bây giờ nguyên sẽ kích vào và nguyên xem là cái nhà tiếp thị liên kết nào đang bán cái sản phẩm này chạy nhất nha rồi khi mà mình truy cập vào ấy thì mình thấy là ở trong cái sản phẩm này thì đang có các cái nhà sáng tạo ở bên dưới này đó họ đang làm và những nhà sáng tạo này đã kiếm được doanh thu với sản phẩm này này ví dụ như nhà sáng tạo này là 3,69 tỷ mà các bạn tưởng tượng trong 7 ngày mà kiếm được doanh thu 3,69 tỷ mà cái uh, phần trăm của Avilet thì bình thường trung bình thì nó sẽ dao động từ 10% cho đến 20%. Thì chị này đã kiếm trong 7 ngày 3,69 tỷ mà 10% có nghĩa là 369 triệu trong vòng 7 ngày qua. Và nếu như nguyên để ở cái thời hạn là 30 ngày trước đi thì chị này 30 ngày trước thì sẽ là một người khác là 697 tỷ 10% tức là 697 triệu. Và với thị trường nước Việt Nam ấy thì để kiếm được cái con số tiền tỷ một tháng với affiliate thì nó phải là được xếp hạng những pro rồi các bạn ạ. Tuy nhiên ấy ở thị trường nước ngoài thì nó có thế mạnh thứ nhất là cái việc mà mua hàng ở nước ngoài ấy, khoảng từ uh, 20 đô dưới 500.000 ấy ở nước ngoài nó khả năng chi trả rất là cao nó chỉ tương ứng với những cái sản phẩm dưới 200 000 ở Việt Nam thôi nên cái việc người ta mua người ta không phải suy nghĩ đắn đo nhiều chính vì vậy nên cái dòng tiền và cái khả năng chi tiêu họ rất là lớn đặc biệt là các cái sản phẩm về sức khỏe Đấy các bạn thấy rất là nhiều này Và Nguyên cũng sẽ xem được nhá Nguyên cũng sẽ xem được là cái content họ làm như thế nào Và nhiều bạn nghĩ rằng là Chắc những nhà sáng tạo này ấy, họ phải giỏi tiếng Anh lắm này Hay là họ phải có nhiều lượt follow lắm Thì họ mới bán được cái số lượng đó Thì có rất là nhiều nhà sáng tạo khi mà Nguyên truy cập vào ấy Thì họ cái follow của họ ấy, chưa đến 5.000 follower Rồi mình sẽ kích vào một nhà sáng tạo bất kỳ nhá Đây mình sẽ xem này Đây là một người đàn ông đúng không Le Tha này Mình kích vào đây đi Người thứ hai này đi và người này đã tạo ra được 5,42 tỷ tức là 540 triệu. Đây là mình mình tính bình quân cái phần trăm hoa hồng của nó là 10% ấy. Mình chưa kiểm tra chính xác xem là phần trăm ở đây như nào. Rồi. Đây cái người sáng tạo này, 1,69 triệu. À nhà sáng tạo này thì cũng hơi hơi nhiều nhá. Mình sẽ tìm một cái nhà sáng tạo khác đi để cho nó khách quan. Đây, ví dụ như nhà sáng tạo này đi, 5.600 5,67 nghìn người theo dõi.

Họ làm một cái, cái like phân biệt là đâu là hàng thật và đâu là hàng giả Đó. Và các bạn không biết tiếng Anh ấy, các bạn hoàn toàn có thể là dùng công cụ AI để dịch Đó. Để làm ra cái like như này, rất đơn giản Và đây là những cái đoạn ghi ngắn, còn đâu đoạn ghi dài nhá, các bạn click vào đây các bạn xem thì Đó. Chỉ có lặp đi lặp lại cái thông tin này thôi thì một người đàn ông này chưa đến 5.000 người theo dõi và vẫn hoàn toàn có thể kiếm được tiền với Affiliate với cái con số là 416 tỷ là tiền doanh thu trong 30 ngày Tương ứng với lại là hơn 400 triệu tiền làm thiết bị liên kết Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà về cái ngách này thôi còn ngoài ra còn rất là nhiều các sản phẩm khác Và khi các bạn sử dụng cái công cụ này ấy, thì các bạn sẽ thứ nhất là các bạn tìm được ra được các sản phẩm đang bán tốt tốt ở trên uh, tiktok này thứ hai là những người sáng tạo ra các nội dung uh, đang bán tốt này và những cái sản phẩm các bạn có thể nghiên cứu được là xem ngoài cái sản phẩm này thì trong shop họ còn có những video nào khác mình sẽ kích vào ví dụ như người này nhá doanh thu là hơn 4 tỷ thì sẽ hoa hồng là khoảng 10% phần trăm để mà xem được chính xác cái sản phẩm này hoa hồng bao nhiêu thì mình cũng sẽ cới vào mình xem được nhá lát nữa mình cũng sẽ kiểm tra cho các bạn chính xác là cái sản phẩm này hoa hồng bao nhiêu rồi ví dụ như người này thì có hơn 448 ca theo dõi khá là nhiều nhá. Và các bạn có thể thấy được là cái TikTok ấy nó không dựa theo lượt follower để mà tính doanh thu. Ví dụ như người này chỉ có hơn 5.000 follow mà doanh thu vẫn hơn 4,1 tỷ mà người này thì có hơn 5 500 gần 500 000 follow mà cũng doanh thu có 4,1 tỷ. Nên cái vấn đề quan trọng ở đây thứ nhất là sản phẩm, thứ hai chính là cái content. Và các bạn có thể dựa theo công cụ này để tìm ra các cái sản phẩm, các content nào win và cái phương thức mà người ta làm ví dụ như người ta like hay là người ta làm video để chúng ta học bắt chước theo cái cách họ làm đó và video này các bạn cũng có thể xem các cái video nào mà ra chuyển đổi tốt nhất có những video này họ chạy quảng cáo hay là video họ không chạy app đây rồi rất là nhiều các ngách khác nhau và ngoài ra trong cái phần bên trái này là nó sẽ là nơi để các bạn lọc các bạn muốn tìm ra cái đơn hàng nào nó có doanh thu cao nhất và tối đa tối thiểu bao nhiêu về danh mục nào các bạn muốn làm về bên uh, uh, chăm sóc sắc đẹp hay là về điện thoại hay về đồ chơi thì chúng ta sẽ chọn đây và nó sẽ tự tượng là nó sẽ sắp xếp cho các bạn đây các bạn sẽ ấn vào lọc này thì nó sẽ sắp xếp cho các bạn về từng cái ngách của các bạn nha đó từng cái ngách và nó có doanh thu bao nhiêu thì chúng ta sẽ tìm được theo cái ngách mà các bạn uh, thích các bạn có lợi thế các bạn tìm hiểu hiểu về nó rồi thì cái công cụ này nó cực kỳ là hữu hiệu, hiệu. Uhm, nó sẽ hỗ trợ cho những bạn mà làm tiktok ở việt nam hay là tiktok us để các bạn có thể tìm ra các sản phẩm cũng như content và nhờ nó mà các bạn cũng có thể là vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ tiếng anh ví dụ khi mà các bạn tìm ra được các cái sản phẩm hot đúng không mình ví dụ như đây nhá một sản phẩm này đi có doanh thu trong vòng 7 ngày là 52 tỷ các bạn sẽ cùng xem là video nào đang ra chuyển đổi tốt nhất với sản phẩm này Chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới Các bạn chọn video Và với cái người này họ làm duet này Mà ra được 2,99 tỷ này Rồi ờ, uh, Đây là 7 ngày nhá Trong 7 ngày các bạn nhé 7 ngày mà các bạn tính 30 ngày thì nó sẽ nó lên cái con số nhiều hơn Rồi Ngoài ra ấy, thì khi mà chúng ta đi học một cái người khác Thì chúng ta sẽ tìm học theo cái cách mà họ làm mà chúng ta có thể làm được Ví dụ như ở đây chúng ta là những người mà người Việt Nam nói tiếng Anh không có giỏi Thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn những cái cách mà mình không có hiện mặt lên đó hoặc là mình làm nhưng mà mình lồng tiếng thôi mình không nói trực tiếp vào miệng mình sẽ quay sau đó mình sẽ lồng tiếng bằng ai đó thì uh, ví dụ như một cái video này chẳng hạn đúng không este es el mejor mình sẽ kích vào este es el mejor que he de đó de thì với nội dung này chúng ta có thể bắt trước theo được và các bạn có thể làm bằng các cái ngôn ngữ bằng cách các bạn xuất văn bản này thì nó sẽ xuất ra cho các bạn về uh, các cái ngôn ngữ và là tiếng uh, tiếng nước ngoài nhé và các bạn có thể sao chép lại nó sau đó các bạn quay ra nhờ chat gpt để sáng tạo hoặc các bạn có thể ấn là ai sáng tạo kịch bản này Đấy, các bạn đặt một cái câu lệnh là viết lại đây, viết lại bằng tiếng anh Đấy. rồi thì um, ai nó sẽ dựa theo các cái nội dung mà nó tìm được từ calo data từ những video gốc này thì nó sẽ viết ra đây ví dụ như ai has pen so bad gì đây Đấy. mình sẽ không biết là đây nó là cái gì mình sẽ thử dịch nhá mình sẽ dịch nó này mình sẽ dùng dịch thuật đi tôi bị đau đầu gối đến mức không thể leo lên giường tôi đã đạt kết quả thấp ở JAP trong 2 tuần và đây tôi thường tôi thấy sự yên bình ấy và nó chỉ nói về câu này thôi sau đó thì à, kết quả thấp với zapire gì đấy. Nghĩa là khi mà người ta nói về cái đó thì nó liên quan đến cái sản phẩm này thì mình đoán cái sản phẩm này chắc là nó hỗ trợ gì đấy cho cái uh, sức khỏe đấy đấy, mình nguyên nguyên chưa tìm hiểu nhá. Rồi. thì công cụ khác cũng tương tự thì khi mà các bạn đã có được cái ngôn ngữ tiếng Anh rồi thì các bạn có thể dùng cái công cụ chuyển từ tiếng Anh sang tiếng sang voi và các bạn dùng cắt các cắt để các bạn edit lại. Thì đó là những cái cách rất là đơn giản để chúng ta có thể sáng tạo ra các cái video để làm tiếp thị ở trên. TikTok ở trên thị trường Mỹ mà ngay cả khi mà các bạn không có uh, ngôn ngữ tốt. Đây ở đây Nguyên sẽ vào phần livestream để xem có những ai mà livestream mà họ không cần phải xuất hiện mặt không. Đây nhá, Nguyên sẽ thử một cái video khác. Những cái livestream này nó rất là đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể là bật tiếng lên để các bạn uh, uh, bật trong cái phiên live của các bạn. Đó. Ok, thì đó là một cái công cụ cực kỳ hữu hiệu, hiệu nhá. Và nếu như bạn nào ấy mà đang muốn tìm hiểu về affiliate với TikTok và các bạn không biết bắt đầu từ đâu thì các bạn cũng có thể truy cập vào trong phần mô tả video bên nguyên thì đang có một cái chương trình đào tạo về affiliate marketing thì các bạn cũng có thể học nếu mà các bạn muốn làm thị trường Việt Nam thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa affiliate success còn nếu các bạn muốn làm thị trường Mỹ thì các bạn có thể chọn là khóa master affiliate và cái công cụ Calorata này thì nguyên sẽ để trong một cái group nếu như những bạn nào mà muốn mua với cái giá là mua chung ấy thì cái gói này nó sẽ chia cho 7 người thì các bạn sẽ được mua uh, chung và nó sẽ rẻ hơn thì tính ra nó dao động khoảng 12 triệu một năm với những bạn mà xác định là uh, chọn cái thị trường này để các bạn bắt đầu làm tiết liên kết vì nó là một công cụ cực kỳ hữu hiệu cho những ai mà đang muốn tìm những cái sản phẩm win và muốn đi nhanh hơn thay vì mà phải mò mẫm là không biết là bán sản phẩm nào có tên như thế nào Ok và nếu như mà video này hữu ích thì các bạn đừng quên like cũng như là subscribe kênh của Nguyên để có thể đón xem nhiều video ở tiếp theo và nếu như các bạn có quan tâm đến chủ đề nào khác thì cũng hãy bình luận ở trong phần mô tả video này nhé xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo